của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Bạn ơi, hãy cùng tôi cầu nguyện cho chính mình. Tôi có bạn đang sống một mình trong căn hộ chung cư giữa đỉnh dịch cúm Tàu. Trong các tin dữ nhắn về khuya, anh cho hay từng căn hộ hàng xóm bị thành F0. Từ các tin nhắn đó, tôi như nhìn thấy sự nguy hiểm cả hữu hình và vô hình mà anh đang chịu đựng từng phút từng giờ. Trước sự khủng bố của dịch bệnh ở Sài Gòn, con người không ai có thần kinh thép, tâm thức sắt đá cả. Huống chi anh đang sống một mình, nếu bạn muốn đưa ra lời khuyên, bạn sẽ nói gì? Sự kết nối từ mạng xã hội tạo điều kiện chuyển đến người mình quan tâm hình ảnh, lời khuyên, và kèm theo đó là một vùng rối loạn các tin giữ, tin chưa giữ. Nếu bạn rơi vào tình trạng giữa trùng vây dịch bệnh như bạn tôi, bạn sẽ làm gì? Hẳn là bạn sẽ không tin một chút nào vào hệ thống chống dịch của chính quyền, dù họ liên tục đưa ra các nội dung tuyên truyền rằng đang và sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Chúng ta không may mắn khi rơi vào thời đại dịch mà trong tay đám cai trị bất tài. Nhưng vấn đề tôi muốn hỏi bạn là phải làm gì khi chúng ta cũng đang bị vây khốn như bạn tôi? Tôi nhớ hồi thanh niên, có lần tôi và một người bạn đi trên một chiếc xuồng máy nhỏ băng qua một cửa biển, bất chợt xuồng chết máy và cũng bất ngờ sóng gió nổi lên giữa biển chiều hoang vắng. Tôi và bạn tôi cố sửa cái máy đuôi tôm nhưng bất thành, và trong cảnh không thể tự cứu, kêu cứu đó, người bạn tôi chùm chiếu ngủ. Tôi giận dữ kéo bạn dậy, trách la bạn mình, sao mày có thể ngủ lúc chết tới nơi? Bạn ấy cười tỉnh queo nói, tao có ngủ đâu, tao đang cầu nguyện. Mày nghĩ có thể làm gì khác ngoài lúc này ngoài chuyện cầu nguyện sao? Tôi không biết bạn tôi cầu nguyện ai. Thời đó, chúng tôi không tin theo tôn giáo nào, và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến là cõi anh linh ông bà đã từng yêu thương và chia sẻ với chúng tôi qua những năm tháng hiện hữu ở thế gian này. Cầu nguyện, lúc cuộc sống trôi chảy bình thường, ít khi chúng ta là nhận thức về thế giới khuất mặt quanh mình và ở trên mình. Dẫu vậy, các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian luôn cho chúng ta các đấng thánh linh để hướng đến. Giữa lúc tột cùng của sự vây khốn dịch bệnh, thì trạng thái cầu nguyện cũng tột cùng tâm thức vang lên để được nghe thấy. Ở đây, tôi nói sự cầu nguyện cho chính mình, vì đâu có lời cầu nguyện nào thành tâm hơn, mạnh mẽ hơn khi lời cầu nguyện của một chủ thể hướng về khách thể để hồi hướng về chính chủ thể. Đâu có lòng thành nào linh nghiệm bằng lời cầu nguyện vang lên cho mình, chuyển hóa thành các đợt sóng để tự an tâm thức, để mở rộng sự hy vọng, để dọn tâm tinh khiết cho sự nghe thấy của đấng cứu rỗi. Và một khi cầu nguyện thường xuyên thì hiệu ứng hiển nhiên của sự linh ứng sẽ như biển lớn an lành, không chỉ cho mình mà còn cho cả người thân và đại chúng. Điều đó là hiển nhiên bởi đó là tâm đại nguyện. Thế giới phồn thực ngày nay, nhất là với con người dưới chế độ cộng sản, thường chỉ rõ mưu cầu vật chất tư hữu của mình. Không có gì đáng trách bởi chạy theo áp lực tư hữu, thực dụng, ích kỷ. Nhưng sẽ là thiệt thòi khi mù lòa vì không tin rằng có các cõi anh linh, thánh linh ở trên mình và quanh mình. Nhưng chọn lựa tin hay không tin là quyền của bạn. Chỉ là ngay lúc này nếu bạn không chọn cầu nguyện cho chính mình để vượt qua sự nguy hiểm chết chóc của đại dịch cúm Tàu, thì thật là đáng tiếc. Ở bút ký này, với bạn tôi, người đàn ông sống một mình, người đàn ông lớn tuổi với nhiều bệnh nền, người đàn ông đang bị vây khốn không chỉ bởi virus corona biến thể và cả chính cách chống dịch bất tài, bất nhân của hệ thống chống dịch của chính quyền,
Tôi thành thật mong bạn đừng buông lơi tâm thức mình cho sự khuấy động, dẫu đó là tin lành hay tin dữ. Mong bạn hãy thường xuyên cầu nguyện để tâm thức bạn có những giây phút an trụ trong lòng đức tin của mình. Chắc chắn chính lòng tin thánh linh của bạn luôn hiện hữu bất biến trong lòng bạn sẽ nghe thấy, sẽ thêm động lực hy vọng cho bạn, sẽ có phép màu cho bạn. Sài Gòn, 8 tháng 9 2021, Trần Tiến Dũng. Sau nụ cười là những âm thầm lệ.